mình tắt cho thầy ạ. Ok rồi, chào tất cả các ba mẹ luôn. Tôi sẽ chia sẻ cái phần này không chỉ là ở chỗ chở mẹ Nguyễn Hạ và tất cả các ba mẹ luôn, tất cả ba mẹ luôn, liên quan tới vấn đề là bây giờ mình dạy con nói bắt đầu từ đâu, nó nói một từ hai từ hoặc là không nói, rồi nó không tương tác với mình, vân vân các cái, thì chúng ta bắt đầu từ đâu? Chúng ta luôn luôn bắt đầu từ cái nó thích, bắt đầu từ cái đó. Tất cả các đứa trẻ đều sẽ có một cái nó thích và tập trung vào điều đó và phát triển lên. Tất cả mọi thứ chúng ta phát triển từ đứa trẻ mà phát triển lên. Bây giờ con của mẹ lắc lư được, thích nghe tiếng nhạc thì mình tập trung vào tiếng nhạc để dạy con từ cái đó. Từ cái đó mà xây dựng lên. Từ cái đó mà xây dựng lên. Ok, thì tôi gọi cái đó là gọi là phương pháp tắm sông. Gọi là chiến lược tắm sông. Nó gọi là chiến lược tắm sông. Chiến lược tắm sông là gì? Ở đây nè, được chưa? Ok, rồi nếu như mà các mẹ nào có con rối loạn thuộc tự kỷ thì mình tập trung vào nghe bài này. Còn các mẹ nào cứ chậm nói bài này luôn, không không có khác gì hết. Tôi sẽ phân tích hai góc độ. Ba mẹ có thấy màn hình chưa nhỉ? Ok, rồi. Đây thế gọi là chiến lược tắm sông để giúp con bắt đầu từ những thứ mà con thích, bắt đầu từ những thói quen của con. Một đứa trẻ mà bị rối loạn trong não bộ, thì nó sẽ có những thói quen cố hữu hoặc là có những sở thích cố hữu, được chưa? Và nó sẽ làm việc đó cả ngày luôn. Mà để mình giúp được cho con của mình á, thì mình không thể dừng cái hành vi đó lại được, không thể dừng hành vi đó lại được và thay đổi nó được. Bây giờ nó suốt ngày nó ngồi lắc lư cái tai, suốt ngày nó cứ nhìn vô chiếc xe hơi, suốt ngày nó chỉ chơi với lại một cái món nào đó thôi, được chưa? Thì chúng ta không thể dừng hành vi đó lại được. Thậm chí là suốt ngày nó nhảy tưng tưng lên thế này. Ok, và chúng ta nói là đây là hành vi hư, đây là hành vi không thể chấp nhận được, thì chúng ta đang tuyệt đi mất con đường của con mình. Ví dụ giờ tôi nãy cô xin hỏi mẹ là con thích cái gì, mẹ đâu có nhận ra, nhưng mà hỏi là cả ngày nó thích cái gì, thì xin thưa nó là thích nhạc và nó thích lắc lư với cái nhạc, thì đó là đầu mối. Ok, tôi sẽ có một ví dụ khác cho ba mẹ nắm được. Mình hình dung là con của mình nó giống như là một nàng tiên cá, một chàng tiên cá gì đó. Khi nó sinh ra trong cuộc đời này thì chưa, nó trở thành một nàng tiên cá và nó ở dưới sông, nó chỉ thích ở dưới sông thôi, nó không thích gì khác hết, được chưa? Và khi mà chúng ta là những người ở trên bờ, chúng ta thấy con mình ở sông mà nó không giống người, suốt ngày nó cứ ngồi lắc lư cái nhạc thôi, nó không chơi, nó ngồi nó nuốt cả, nó vẫy rồi vẫy cái tay này, nó không làm cái gì khác hết, nó không làm gì khác hết, thì làm sao giúp được cho nó? Bây giờ cứ mình đứng trên bờ, mình cứ kéo lên, mình cứ kéo nó lên, con ơi lên bờ đi, và nó sẽ không lên, và nó sao không bao giờ nó lên? Bởi vì sao vậy? Bởi vì bản chất nó sinh ra nó đã có rối loạn rồi, bản chất nó sinh ra nó có rối loạn rồi, được chưa? Cho nên mình muốn giúp nó, mình muốn giúp nó thì mình hãy xuống nó sông luôn. Tôi gọi là chiến lược tắm sông với con. Mình xuống sông mình tắm với con luôn. Mình tắm đến lúc nào mà nó chịu chơi với mình rồi thì bắt đầu xây dựng từ đó mà ra. Bây giờ đúng không? Mẹ nói là các mẹ nói là tay con nó yếu, tay con nó bóc cầm không được gì hết. Thì coi là suốt ngày nó thích chơi với cái gì, nó thích đụng chạm vào cái gì, thì hãy bắt đầu luyện tay cho con mình từ đó. Ok, nó chưa đi được đúng không? Không quan trọng, đi được không đi được không quan trọng, cứ tập trung vào những thứ nó đang hoạt động hàng ngày, từ đó xây dựng cái năng, cái sức khỏe, muốn vận động chạy nhảy giống con người ta sao mà được, con mình nó bị chậm hơn, nó rối loạn hơn mà nó thích cái gì. Ok, rồi bây giờ tôi giúp cho ba mẹ nhiều hơn á, ba mẹ viết xuống trong ô bình luận đi, con mình nó thích cái gì cả ngày, cả ngày nó thích làm gì nhất. Tôi sẽ bắt đầu xây dựng chiến lược lên từ đó giúp cho ba mẹ cả ngày. Câu hỏi cho các ba mẹ là con mình thích cái gì? Ok, con thích nghe nhạc thì bắt đầu bằng chuyện nghe nhạc. Bắt đầu nghe nhạc, mở nhạc lên cho con nghe. Rồi nó làm cái gì ạ? Nó làm cái gì ạ? Khi nó nghe nhạc nó làm cái gì? Ba mẹ ghi xuống đi, ba mẹ ghi xuống đi tôi mới giúp được. Ba mẹ ghi xuống tôi mới giúp được. Rối loạn mẹ, một mẹ hỏi rằng là rối loạn lan tỏ đó thì cũng là một tên gọi của rối loạn thuộc tự kỷ. Nhưng mà ba mẹ cũng đừng có quan trọng là nó tên gì đâu. Thậm chí là đừng gọi nó là phổ tự kỷ cũng được. Mình gọi như vậy để mình biết con mình nó có cái gì thôi. Mình chỉ biết rằng là con mình nó khó khăn trong vấn đề giao tiếp. Đơn giản nhất là ba mẹ dễ nhất là học với thầy Minh là dễ nhất ở chỗ này nè. Con mình nó rối loạn gì kệ đó, không cần quan trọng. Mình chỉ cần biết là con mình nó khó giao tiếp với lại người khác. Bằng ngôn ngữ có lời, bằng ngữ không lời. Nó không nhìn mắt với mình, nó không chơi với mình, nó không nói chuyện với mình, nó không thèm gì, nó thích chơi với mình, một mình nó nhiều hơn.
đó gọi là khó khăn vấn đề giao tiếp, hiểu đơn giản như vậy là được rồi. Mà muốn giúp con của mình chỉ có một phương pháp duy nhất thôi là ba mẹ con nó thích cái gì mình chơi với nó cái đó, đừng có bắt nó chơi với mình mà mình phải là người chơi với nó. Và đây là phương pháp mà làm thành công hết tất cả các ba mẹ nào đã học với tôi đều thành công hết, đều thành công hết. Rồi bây giờ nè, bé nhăn nhạt rồi nhảy hay quá, mẹ lại mày nhảy với nó, mẹ lại mày nhảy với nó, bắt đầu xây dựng muốn nó dễ nói đúng không, bắt đầu xây dựng ngôn ngữ nói bằng cái chuyện nghe nhạc với nó và nhảy với nó. Ví dụ mẹ 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 nhảy, mẹ vừa nhảy nó cho bước số 1 là mẹ bước số 1 mẹ mẹ lợi với nó nha, nó chịu không đã, nó chịu cho mẹ làm bạn không đã. Ví dụ như có mẹ Nguyễn Hồng Hy á, là trong lớp trước của tôi đó, là vì bé nó chơi ống hút và tôi tư vấn là gì là mẹ hãy lại chơi ống hút với nó thì mẹ cũng làm theo, nhưng mà cái ngày đầu tiên lại làm theo á là nó bỏ nó chạy mất. Cái ngày thứ hai mẹ vẫn làm theo chiến lược của thầy luôn và nó lại bắt đầu nó rình rình, nó niết rồi nó cầm lại nó giật, nó sợ mẹ nó giật, tại vì trước đó là mẹ nó lại mẹ nó giật, tự nhiên bây giờ mẹ nó lại mẹ cầm ống hút mà chơi với nó. Và đến ngày thứ ba là bé nó bắt đầu chơi với mẹ nó rồi, bắt đầu chơi và bây giờ bắt đầu nói rồi, nói chuyện rồi, ngôn ngữ ngon lành rồi, giao tiếp rồi. Bây giờ bỏ dần luôn thói quen chơi ống hút luôn, bỏ dần nó quen ống hút luôn. Để chứ chúng ta phải qua từng bước, chúng ta phải lợi cho con của mình nó có chịu cho mình chơi với nó không, được chưa? Rồi xong rồi bắt đầu mình nhảy với nó, ok đó. Một thời gian sau mình thấy là nó thích, ô nó thích, ô có người nhảy với tôi rồi, xong rồi mình mới lồng ngôn ngữ vào, mình có thể vừa nhảy mà vừa nói nhảy 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 vui vui vui, nhảy 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 vui 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 đó. Thế thôi bắt đầu mình xây dựng nhiều ngôn ngữ lên từ cái chuyện mà nhảy vui đó. Ba mẹ tôi tới đó là bước số 1 ha, còn muốn chỉ thêm nữa ba mẹ bình luận xuống tôi sẽ chỉ thêm. Con em cả ngày thích cầm kéo cắt bất cứ vật gì, lá hay giấy hay quá. Phạm Thị Kim Vân hay quá, bé này lớn rồi. Kim Vân là bé lớn rồi. Ok. Mấy cái đứa kiểu này mà lớn lớn mà biết cầm kéo thế này là tôi mê lắm này, mê lắm này. Cho nó cắt thiệt là nhiều luôn. Ok, kiếm giấy, kiếm lá cây về ngoài á, cắt làm nhiều lên, trời ơi, năng khiếu trời cho đấy. Năng khiếu trời cho nha. Cứ cho nó cắt. Mẹ Phạm Thị Kim Vân đã học lớp combo đây, đã học lớp chỗ làm toàn diện đây, chứ cho nó cắt nha mẹ Kim Vân ơi. Và mình chơi với con mà lấy cái kéo mình cắt với con, hoặc là mình đề nghị con cắt thành một cái gì đó, cắt thành hoa đi, cắt thành lá cây đi, cắt thành một cái hình con chim con cò gì đó, xây dựng lên cái đó, rồi bắt đầu mình giao tiếp với con mình cái đó. Rồi chơi thì mình nói kéo đâu con, cái kéo ti ti, một cái tỷ cách để nói chuyện với con, nhưng mà luôn luôn bắt đầu từ đó. Lá cây màu gì vậy con? Ok đó. Rồi con bắt đầu coi con thích cắt cái gì, con thích cắt cái gì, con cắt bất cứ một cái gì vô định hay là nó cắt cho nó đã thôi. Nếu mà nó chưa có hình hài gì hết thì bắt đầu mình vẽ hình lá cây, mình vẽ hình hoa, mình vẽ hình tam giác, vẽ hình tròn lên cái đó, bắt đầu mình thách thức nó kêu nó cắt đi. Ôi ôi thầy tỷ cái Lý Hương, con em thích chui các góc, đặc biệt nằm im trong tủ quần áo. Rồi chui con góc với con, nằm im trong tủ quần áo với con luôn nha. Ok, cứ như vậy thôi. Mẹ Lý Hương là học lớp nào chưa ta? Thấy tên quen quá. Ok. Vào đó rồi vào làm bạn với con không nói chuyện thì kệ con trong đó là khu vực con vui sướng mà. Nhưng mà trước mắt là mẹ phải xin nha, mẹ phải xin con cho được vào chui vô góc với con. Rồi đó bắt đầu vào đó mình nói chuyện với con. Ok, mà phải cho vào mới được vào, giống như bé nhà 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 Hoa, không phải nhà Nguyễn Huy á, nhà Nguyễn Huy nha. Nó thích đóng 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 cái cửa. Nó thích đóng cửa thế này nè, để tôi tắt màn hình này mọi người nhìn tôi cho nó dễ. Nhà Nguyễn Huy cũng đang học lớp combo với tôi đang tư vấn cho đó. Nó thích chơi cái tủ bếp. Được chưa? Và tủ bếp là của nó cứ đứng suốt ngày nó mở cửa là tủ bếp mở ra mở lại mở ra mở lại, và mẹ tôi bày cho mẹ nó và mẹ nó lại chơi nó và nó cực vui luôn. Thế là có đứa em nhỏ xíu hình như là cũng mới 12 tháng chưa tới hay sao đó, cái bò vô trong cái tủ luôn, bà ngồi là bà khóc, ngồi bà khóc sao mà ăn bà lớn lên là tại vì cái cửa là trò chơi yêu thích của nó là thế giới của nó, ai mà đi vào xâm phạm vào cái khu vực của nó thì nó sẽ la giống như mình thôi. Tự nhiên ai nó đi vô nhà của mình không chịu liền, mình phải la lên chứ,
là đi chơi, cho nên là mẹ nó đang chui vô ghế, chui vào bàn, mẹ nói là cho mẹ chui vô với cho mẹ chơi đi. Hãy nhớ là tôi nhắc lại lần nữa, con của mình nó giống như là nàng tiên cá, chàng tiên cá gì đó, nó ăn dưới nước, cứ xuống dưới xin phép cho mẹ xuống cho mẹ chơi với. Ok, tôi nói là chiến lược tắm sông nha, chứ đừng không phải là đi tắm sông với bé nha. Có mẹ nghe như vậy xong rồi là dạy cái đầu, cái bữa hỏi tôi là thầy ơi nhà em sông dơ lắm sao tắm được. Tôi nói là chiến lược tắm sông, tôi ví von nó là nàng tiên cá, chàng tiên cá là nó thích nước, nó ở dưới nước thôi. Trời ơi, bữa có bà mẹ nhắn vô là thầy sông nhà em dơ lắm sao tắm được. Tôi hỏi bà chưa học hả? Ok rồi, chưa vô xin phép, xin phép con của mình, xin phép có nghĩa là mình lại à mẹ cho con chơi với, cho con ơi cho mẹ chơi với, mẹ chui vô rồi bắt đầu nó chơi, mẹ cứ ngồi đó đừng nói gì hết, mẹ nói cũng vậy luôn đừng nói gì hết. Ok, bắt đầu con nó làm gì trong đó, à có thể 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 10 ngày, tháng không chừng á đấy. Rồi xong rồi bắt đầu mình vào mình nói chuyện với con, à chỗ ngồi đây vui nhỉ, vui nhỉ, vui Tuấn nhỉ, ví dụ nó tên Tuấn à, vui Tuấn nhỉ, đó bắt đầu mình nói 1 2 từ thôi, đừng có nói nhiều quá. Ok, giống con hãy làm y như con, mẹ mẹ nó thích lắm. Và bắt đầu từ đó bé nhà em 3 tuổi thích chơi xe, quay bánh xe và nhìn bánh xe, đúng rồi đúng rồi. Ok, mình lại mình chơi với xe luôn, rất là nhiều trẻ đặc biệt là trẻ trai thích chơi với xe, đặc biệt là bánh xe rồi được chưa. Lợi đó xin con một chiếc, nhưng mà nhớ là phải xin, còn còn nó không cho là thôi, cứ ngồi đó cho con chơi với con. Ok, hoặc là mình đi mua xe của mình về mình ngồi mình chơi với con, làm bạn với con. Đi nhón chân thì dễ lắm mẹ ơi, đi nhón chân là mẹ chỉ cần việc một ngày cho con đi bộ 30 phút đi chân không là con nó hết đi chân không, hết đi nhón chân nha, chừng tháng hay đáng hay hết thôi. Đi nhón chân là tại vì các cái huyệt đạo, huyệt vị ở dưới lòng bàn chân của con nó bị tổn thương, cho nên đi đi chân không. Nãy có mẹ hỏi là đi mang dép được không, nó không nha, phải đi chân không mới được, để được chữa lành thì làm điều đó, cũng như là cho con nghe cái bài chữa lành não bộ, mà học cái lớp chữa lành não bộ đó được chưa, vào học rồi bảo làm cho con cực nhanh, cứ làm chữa lành não bộ, tất cả các ba mẹ ở đây học con mình chậm nói hay gì cứ vào chữa lành não bộ, giống như mẹ Hoàng Trang nói đó, mẹ Hoàng Trang là quá xuất sắc rồi, học có 3 lớp là con nó đã vượt rồi khỏi các khó khăn rồi mẹ Hoàng Trang. Ờ, tất cả sở thích ngắn không kéo dài như các bé khác ạ. À, thì không sao đâu, có sao đâu, có sao đâu mẹ ơi, không sao hết, nó không sao hết thì nó thích ngắn, thì nó thích ngắn thôi. Mẹ câu hỏi của mẹ là gì, bây giờ nó thích ngắn thì ví dụ bây giờ nó chậm, nó cầm người ta chơi cây viết chơi đựng phúc, con mẹ nó chơi có 10 giây nó quăng, nó chụp qua cái khác thì có sao đâu, có sao đâu mẹ ơi. Ok, câu hỏi của mẹ là gì cái đã, mẹ cho thầy Minh câu hỏi mẹ đồng hương, đừng đừng cứ nghĩ con mình nó có cái gì đó, có cái gì đâu hả, có gì đâu thì vậy thôi. Mình lại nặng nề quá vậy, phải bắt con mình giống người khác à, con em hay nói từ vô nghĩa, a u i in đồ chơi thì thích cầm đồ chơi xếp cạnh nhau chứ không chịu xếp chồng, và con vật xếp thẳng hàng chơi vô nghĩa. Tôi mẹ hôm nay mẹ Thùy Dương không có vào đây, có mẹ Thùy Dương ở đây cái tôi chia sẻ với mẹ Thùy Dương luôn. Mẹ Thùy Dương học với tôi nay cũng được 3 mấy ngày rồi, và đứa bé bắt đầu nó nói rồi, ban đầu nó không nói gì hết, bắt đầu nay nó nói rồi, nhưng mà tôi mẹ làm video xong mẹ gửi vào á, thằng bé nó nói được luôn rồi mà mẹ nó không nghe, mẹ nó không nghe thấy, mà đây là trong lỗi nặng của ba mẹ luôn, nói được luôn rồi, tôi nghe được cái chữ e đàng hoàng rồi, gửi video mà có bằng chứng rồi, không có lai mẹ có thầy Dương đây đâu, Dương đâu, Dương đâu, Dương đâu, mở đây. Ôi mẹ Dương ơi, mẹ Dương mở micro thầy trò chuyện với thầy Minh coi. Thì Dương thân thiện hả? Nay đổ qua thân thiện à? À nó nói được rồi mẹ. Thầy Minh nhắn vào mà mẹ mẹ mở video lên được không? Được thì mở được thôi. Được thì mở. Bé nói được rồi, thầy Minh nghe rõ ràng mà. Tại vì trong đầu của mẹ đó, mẹ muốn con nói được cái chữ mà giống như mẹ. Ô tô đồ, xe đồ, nó nói được e rồi. Nó được chiếc xe rồi, video bằng chứng tôi ghi, tôi bình luận lại là mẹ không nghe kịp rồi, con nó nói được rồi mẹ không nghe rõ. Tại tại sao mẹ không nghe rõ, tại trong đầu có 2 chuyện mà mẹ không nghe rõ. Một là trong đầu của mẹ là con phải nói giống như mẹ mới được, cái thứ hai á là mẹ nói nhiều quá, mẹ nói liên tục dẫn đến tình trạng là khi con nó nói trùng với lúc mẹ nói luôn cái mẹ đâu có nghe được. Cho nên tôi dặn ba mẹ rất là nhiều lần rồi, hãy nói theo tốc độ ngôn từ của con,
Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bây giờ mẹ này nói rằng là thầy ơi con em nó nói vô nghĩa, làm có chuyện vô nghĩa, có hết nghĩa mà tại vì mình không hiểu nghĩa cái mình nói nó vô nghĩa. Có mẹ nói là con em nó nói xàm, con em nó nói nhảm, con em nó linh ta linh tinh, không bất không có cái gì gọi là xàm nhảm linh ta linh tinh đó. Có ý nghĩa hết tại vì mình không hiểu thôi nha. Bây giờ cái chữ là ui nè là có nghĩa hết, được chưa? Trời ơi, và bắt đầu muốn dạy con đúng không, muốn dạy con phát triển từ đó lên đúng không, mình bắt đầu mình nói cái chữ u và y và in giống với nó luôn, nó cực kỳ thích luôn đó. Cái đó là tôi dạy giao tiếp đó, nó cực kỳ thích luôn, nó nói chữ u luôn mẹ, lại mẹ nói chữ u với nó, nói chữ y luôn mẹ, nói chuyện chữ y với nó. À ví dụ bây giờ mình nói cái chữ viết nè, mình dạy con mình chữ viết đúng không, cái này hôm nay tôi mới dạy, ít bao giờ tôi dạy mấy cái kiểu này lắm, tôi không bao giờ tôi thích tôi dạy kiểu này đâu, tại vì cái này là khi mà mọi thứ bên trong của nó ổn rồi tôi mới dạy cái kiểu này, chứ thường tôi ít có dạy lắm, tôi chả thích bởi vì nó dễ quá, tôi dạy làm gì, thật sự nó rất là dễ. Bây giờ nè, ví dụ mình dạy con mình cái viết đúng không, à và đừng bao giờ mình nói rằng là dạy cái viết là nói đi con, cái viết là nói đi con, cái viết là nói đi con. À hôm bữa trước có bà nội Yến dạy bông nè, dạy bông, nó bông đi bảo, bông đi bảo, nói bông đi bảo, cái đầu nó ráng nó nói chữ được chữ bông, xong nó bỏ nó đi, cái bà mà đứng bà buồn, trời nói tụi con chữ nó bỏ nó đi mất. Chiều mẹ nào nhắn tin cho nhóm nói uy chang như vậy à, con nói được cái xong rồi và nó không nói nữa thầy ơi, nói được cái là mừng lắm rồi, được chưa? Tôi không thích dạy kiểu này, nhưng mà tôi đang hôm nay tôi sẽ nói cái kiểu gì cái viết nè, mình cứ nói cái viết mà nó nói y là nó nói là nó kêu cái này là cái viết đó. Ba mẹ ơi, ba mẹ cứ bắt từ nhỏ, bây giờ tôi dạy tiếng Anh cho ba mẹ, tôi là giáo viên tiếng Anh nha, tôi dạy tiếng Anh cho ba mẹ phát âm chuẩn liền được không, nó phải sửa âm từ từ chứ. Bây giờ thí dụ mình kêu nó, nó nói là ô cái viết đẹp, viết viết cái nó y có nghĩa là cái viết rồi, có nghĩa mà. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là ba mẹ hãy cho con của mình chấp nhận đó, ăn mừng hoan hô với cái chữ y đó, rồi bắt đầu mình chỉnh âm lại thôi. Viết à, bà đừng đừng có giải, đừng nói là thì viết con rồi, không phải y mà là viết, nó viết đi. À trời ơi, đứa bé nó chán luôn, nó thè chả thèm nói chuyện với ba mẹ nữa, và mốt nó chả thèm nói cái viết luôn, cứ là y thôi. Và bắt đầu nói ô viết à, mình vui, mình nói mình giống như mình nói thôi. Và nhiệm vụ của đứa bé nó cực dễ đó ba mẹ ơi, đứa bé nó sẽ chụp hình cực nhanh, học cực nhanh, là đó là cái viết. Và dần dần nó nghe đủ ngôn từ đủ vào trong não rồi, ngôn từ đủ vào trong não rồi, môi miệng phát triển đầy đủ rồi. Cái này trước là cái này quan trọng nè, môi đầu của nó nhận thông tin đầy đủ rồi thì nó sẽ phát âm ra từ từ, bắt đầu y, nó giống như một cái máy ghi âm rồi đó. Máy ghi âm mà nó ghi chuẩn âm thì chuyện gì ạ? À? Phát âm ra nó mới chuẩn. Bây giờ cái máy ghi âm mà ba mẹ mà mở cái chương trình ghi âm trên điện thoại lên á, chuyện gì xảy ra? Bắt đầu à, tiếng xe chạy nè, tiếng chó sủa nè, tiếng em bé khóc nè, tiếng tivi mở nè, nó lộn xộn xì ngầu lên. Mà cái giọng ba mẹ ghi vô cái âm đó thì làm sao ạ? À? Có nghe được gì đâu. Và não đứa trẻ nó cũng vậy đó. Khi ba mẹ dạy nó cái viết, được chưa? Nó đâu có nghe được chữ viết đâu, con mình nó bị rối loạn mà. Não nó đâu có nhận được chữ viết chỗ nào đâu. Nó đi vào tới trong não, nhiều khi nó chả ra được chữ viết, nó ra thành cái chữ u. Nó ra được cái chữ y thôi, nó không ra được chữ viết. À ok, chia sẻ với ba mẹ cái mô hình học tập của đứa trẻ luôn nè. Chia sẻ luôn nè. Ok, lẽ ra cái này mai mới dạy. Nhưng mà hôm nay dạy được cái gì thì dạy. Ba mẹ ghi chép vô rồi. Ghi chép vô. Rồi, dạy cho ai học nói nè, ai muốn dạy nói nè, bắt đầu từ đây thôi.